Các bác thân mến, hôm nay em giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ của Nhật. Chiếc đồng hồ số 34, chiếc Seiko Implant. Chiếc đồng hồ Seiko thì các bác yêu thích những cái dòng mà có đồng hồ có tiếng chuông thì các bác nghiên cứu sang dòng Seiko Implant với chiều cao là 28, ngang là 28. Đấy, các bác nhìn thấy là hai bên hồi là pha lê các bác nhé. Pha lê pha với cả đá. Đây, các bác nhìn rõ cái màu đá xanh này các bác này. Đấy, hai bên trụ là hồi đá và ở ngoài là pha lê các bác nhé, là ở trên là mạ vàng các bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Ở dưới là loa các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác nhìn bốn cái chân tiện này, mới đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Các bác nhìn thấy cái chiếc đồng hồ Seiko Implant, tuy rằng nhỏ nhưng mà nó có võ đấy các bác ạ. Em xoay như thế này thôi nhưng mà nhấc lên thì nó rất là khó. Các bác nhìn tổng thể nhé, rất là đẹp, chiếc đồng hồ số 34 đá pha lê. Đấy, các bác có nhu cầu về sản phẩm thì các bác ơi em theo số 0983698887. Hình thức cấu hình rất là đẹp, hàng em đấu giá thì sản phẩm lô này về nó vô cùng là đẹp luôn các bác ạ. Các bác có nhu cầu thì các bác ơi em theo số này nhé, các bác chụp màn hình vào. Đấy, đồng hồ nhà em về rất là nhiều, em sẽ có nhiều clip và những cái mã và đời đồng hồ khác nhau để cho các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác.